anh chị và các bạn để tiếp nối hành trình ở cái khu vực chợ Cần Đước này, chợ Cầu Kinh này, thì chúng ta sẽ đi một cái chuyến phà để đi về chợ, để đi về Sài Gòn. Thì phía sau lưng chúng ta đó là chợ, và cái bên chợ có một cái con hẻm nhỏ nè. Hẻm này thẳng này ra Cầu Kinh, thẳng ra cái bến phà luôn. À, hướng ngược lại là chợ nè. Và ở đây có những cái căn nhà xưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng ra ngoài bến sông nha. Ở nhà hai bên thì rất là yên tĩnh, cuộc sống ở quê rất là thanh bình. Nuôi gà, tiếng gà gáy, rồi cảnh buôn bán. Trong lúc đang chờ phà tới thì em sẽ quay một số hình ảnh ở ngay cái bến phà. Nhớ các anh chị và các bạn, ở đây có cái cô bán, cái chị bán bánh rồi nước mía. Ở đây có cái nhà sàn ven sông. Nhìn ra bên kia là dòng kênh nước mặn. Dòng kênh này rất là lớn à. Sông này rất là lớn. Cảnh buôn bán ở trên bến phà. Đây con phà này nhỏ thôi. Chạy xuống ba người đó. Bắt đầu phà bắt đầu đang chạy tới. Ngày thường thì phà không có đông lắm ha, chỉ vài người thôi. Phà này có thể đi xe hơi qua cũng được nữa nè. Nhưng mà cái này hình như không có xe hơi phải. Bây giờ chúng ta đã lên phà rồi. Như phà này là không có chở xe hơi, nên thành ra người ta có cái ụ ở giữa nè, cái bồn bồn trụ sắt nè. Nhìn cái dãy nhà ở bến phà bên chợ Kinh. Và đằng kia có người ngủ trưa. Xa xa có một con tàu, con tàu chở hàng hóa rất là lớn. Tàu này là tàu ở Tiền Giang. Tại mình nhìn biển số là mình thấy cái chữ TG đó, TG. Và bến phà ngày nay thì không có đông như ngày xưa ha. Chúng ta thấy chỉ có vài người thôi. Vài người thôi là phà đã chạy rồi. Ở đằng kia xa xa thấy đó là cầu Cầu Kinh Nước Mặn.
bây giờ người ta di chuyển qua lại bằng cầu thôi, phà thì mất thời gian, nên những cái chuyến phà này bây giờ cũng rất là ít. Ở trên kia thì bác tài thuyền trưởng ngồi trên kia. Ở dưới đây là cái động cơ dưới đây. Nhìn qua bên phải bên đây cũng có cái cảng nhỏ nhỏ nè. Cần Đước ngày nay thì cũng rất là phát triển ha, với những cái cảng đang xây dựng nè, rồi những tàu thuyền rất là nhiều lưu thông đường thủy với những cái hàng hóa lưu thông qua đây rất là lớn. Sau này nhà nước sẽ xây cái cảng ở khu vực Long An này nè. Thì cái dòng sông này cũng giúp cho rất là nhiều người mưu sinh ở trên sông này, như là đánh bắt cá, rồi làm dịch vụ vận chuyển. Ở đây có dịch vụ vận chuyển hàng hóa cát đá. Rồi ghe kia thì đánh bắt, cũng vận chuyển hàng hóa luôn. Anh này vận chuyển hàng hóa chứ không phải là đánh bắt. Rồi sau chừng 10 phút thì phà của chúng ta đã đi qua cập bến. Ở đây là đường mình sẽ chạy thẳng, cái đường này sẽ ra quốc lộ 50 và đi về đường Nguyễn Văn Linh, khu Phú Mỹ Hưng luôn. Cái cảnh nhà cửa cặp bến phà nè, thấy cảnh cũng rất là yên bình và đơn giản mộc mạc.
cái cảnh vùng quê. Rồi bây giờ chúng ta lên xe lên phà nha. Rồi chúng ta đã lên bờ, ở bên đây là khu vực Cần Duộc, ở bên kia là Cần Đước. Một số hình ảnh trên phà, và chúng ta trải nghiệm một chuyến phà từ bên chợ Cầu Kênh đi qua bên Cần Duộc này. Rồi số hình ảnh chia sẻ cùng các anh chị và các bạn. Em xin tạm dừng cái video tại đây, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi về Sài Gòn thôi. Theo con đường này mình sẽ đi tới quốc lộ 50 và đi ra Nguyễn Văn Linh luôn. Đi một đoạn đường quê nữa nha, đoạn đường quê chút xíu này để coi cái đường mình đi lên xuống cái phà này như thế nào ha. Ở đây thì nhà hai bên cũng nhà cấp 4 đó, nhà tôn. Ở đây rất là nắng, và một bên không phải mình đó là dãy đất trống luôn, không có nhà. Ở đây chỉ có dãy nhà phía hai bên đường thôi, chứ phía sau thì mát mẻ. Số hình ảnh chia sẻ cùng quý vị và các bạn, có dịp chúng ta sẽ quay trở lại đây và trải nghiệm tiếp. Bây giờ chúng ta đi về Sài Gòn và chúng ta sẽ gặp nhau một cái bến phà nữa, đó là bến phà Phú Định. Sẵn hôm nay rồi mình trải nghiệm tới luôn. Đây là cánh đồng lúa bạc ngàn, một màu xanh rất là đẹp. Ở Long An nổi tiếng ruộng lúa.